đi vào cái ngôi nhà rất đặc trưng. Và xin mời quý vị nghe câu chuyện của Bao qua cách kể của hướng dẫn tour sau đây. Ở đây là những cái gian hàng bán nông sản ngay trước cổng đường vào của nhà Bao. Câu chuyện của Bao được kể rất là đặc sắc trong bộ phim Câu chuyện nhà Bao, đúng không ạ? Và đây là một trong những cái bối cảnh của bộ phim này. Thì Thanh Hữu sẽ dẫn quý anh chị xem được like này thì hãy vào chia sẻ và cùng gửi link, thả tim. Mời các bạn cùng xem nhé, để thử xem cái câu chuyện của Bao và ngôi nhà của Bao đặc sắc như thế nào. Wow, có cái vườn hoa bên nữa đẹp quá. Đây là trước cửa vào ngôi nhà của Bao, căn nhà cổ 70 năm. Và quý vị anh chị thấy đây ạ, đây, đây chính là ngôi nhà, cửa vào nhà của Bao nha. Thì chúng ta bắt đầu đi vào cái ngôi nhà đặc sắc này từ cái cánh cổng nhỏ. Và ngay đây thôi, chúng ta sẽ tiếp cận được cái không gian nhà, là bối cảnh rất là đặc trưng của một bộ phim đoạt giải Cao của Việt Nam ta. Đó, tiếp được cái không gian nhà, là bối cảnh rất là đặc trưng của một bộ phim đoạt giải Cao của Việt Nam ta. Đó, tiếp được cái không gian nhà, là bối cảnh rất là đặc trưng của một bộ phim đoạt giải Cao của Việt Nam ta. Đó, tiếp được cái không gian nhà, là bối cảnh rất là đặc trưng của một bộ phim đoạt giải Cao của Việt Nam ta. Đó, tiếp được cái không gian nhà, là bối cảnh rất là đặc trưng của một bộ phim đoạt giải Cao của Việt Nam ta. Đó, nếu